32 Ngày 32. Hay nghe và nhắc lại cách nói. Không sai, có điều chị mình là giáo viên của hội quán Tam Thế. 没错,不过我姐是三世会馆的老师。 没错,不,过,我,姐,是,三,是,会,馆,的,老,师。 没错,不过我姐是三世会馆的老师。 没错,不过我姐是三世会馆的老师。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Gọi mình Đức là được. 叫我阿德就好. Còn phải nhờ bạn giúp đỡ nhiều. 还请你多多帮助. Mình thấy. 我看. Đương nhiên có thể. 当然可以啊. Người của nơi nào ở Trung Quốc? Trung Quốc 哪个地方的人? Trung Quốc 哪个地方的人? Người bản địa Quế Lâm, người gốc Quế Lâm. Quế Lín bản địa nhân. Vậy à? Chưa yang à? Chưa yang à? Chính là chị ấy dạy đấy. Chiều sự tha treo đó. Không phải là ở. 不是在